Xin chào mừng mọi người đến với kênh review phim hay. Nếu mọi người xem thấy hay cho mình xin một like, một comment và đừng quên ấn đăng ký kênh để xem những tập mới nhất sớm nhất nhé. Chúc các bạn có những phút giây xem vui vẻ. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bộ phim Outer Carbon, là một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ, nói về một thế giới tương lai khi con người có thể sống mãi mãi nhờ vào việc tải tâm hồn vào các cơ thể nhân tạo gọi là vỏ. Season 2 của phim tập trung vào câu chuyện của Takeshi Kovacs, một nhân vật chính với kinh nghiệm sống hàng trăm năm nhờ vào việc chuyển tải tâm hồn. Lần này, anh ta trở về với hành trình mới khi được thuê để tìm kiếm người thừa kế của một tỷ phú quyền lực bị ám sát. Trong quá trình điều tra, Kovacs phát hiện ra một âm mưu phức tạp liên quan đến việc đánh cắp các tâm hồn và anh ta phải đối mặt với nhiều thử thách nguy hiểm để giải quyết vụ án. Bên cạnh đó, Kovacs cũng phải đối mặt với quá khứ đầy đau thương của mình khi gặp lại người yêu cũ của mình, Quell Chris O'Connor, và phải đối mặt với những giác quan và ký ức khó chịu từ quá khứ của mình. Tổng thể, Outer Carbon Season 2 là một bộ phim hành động, giả tưởng và ly kỳ, với các yếu tố tâm lý phức tạp và những tình tiết bất ngờ, hứa hẹn mang đến cho người xem một trải nghiệm thú vị.